Chúng tôi muốn lên công ty người mẫu xem sao. Nào ngờ có một nam một nữ chạy ra, hắn ta tấn công chúng tôi. Người anh em, cậu bình tĩnh đi. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Chúc mừng sinh nhật bà xã. Tiểu Hắc, tôi không biết bây giờ cậu đang ở đâu, cũng không biết cậu có nỗi khổ gì. Tôi muốn nói cho cậu biết, cảnh sát của cả Hồng Kông đều đang truy nã cậu. Khi còn sống, bố cậu có ơn với tôi. Tôi không muốn cậu càng ngày càng lún sâu. Chú Mở Lợn, nhóc con này, chú Mở Lợn. Chị này là đương sự của tôi, cậu Kha. Hôm nay lúc cậu ấy từ Macau trở về Hồng Kông mới biết mình bị cảnh sát Hồng Kông truy nã. Tiểu Hắc, thực sự cậu một câu cũng không chịu nói sao? Anh Trần, lúc nãy anh nói trừ phi cái gì? Trừ phi thần gia muốn đưa Tiểu Hắc lên làm người tiếp quản mới của Hoàng Hưng Thịnh. Nào nào nào, cạn ly cạn ly cạn ly. Chú à, chú không được uống rượu đâu. Này, có gì đâu, uống một chút thôi mà. Tiểu Hắc, hôm nay mọi người có mặt đông đủ ở đây đều là vì chúc mừng cho cháu. Sao cháu không uống? Này, sao cháu không uống? Vậy chú uống thay cho cháu nha. Cháu uống, cháu uống. Cháu kính mọi người. Thần gia. Nào nào, mọi người cùng cạn ly nào. Nào nào, cạn ly, cạn ly. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi. Cháu có biết tại sao chú chịu giúp cháu không? Là anh Mở Lợn đến tìm chú, nói với chú rất nhiều lần. Đó, con người của cháu rất có nghĩa khí, làm việc rất có chừng mực. Bây giờ chú hỏi cháu có hứng thú gia nhập Hoàng Hưng Thịnh không? Được đấy. Thần gia muốn cháu gia nhập Hoàng Hưng Thịnh. Đúng vậy. Trước khi bố cháu bỏ trốn sang Đài Loan, cậu ấy vẫn luôn là một phần tử của Hoàng Hưng Thịnh. Rất nhiều địa bàn của các chú đều là do bố cháu giành được. Nếu không phải bố cháu gây ra án mạng, thì chiếc ghế điều hành hai nhiệm kỳ trước chắc chắn là do bố cháu ngồi. Chú đã bàn bạc với các nguyên lão rồi. Chú dự định sẽ mạnh tay thăng chức cho cháu. Tiểu Hắc à, ý của thần gia chính là để cháu làm người điều hành của chúng ta đó. Làm người điều hành? Nhưng cháu không biết gì cả, khi vậy có được không? Trời ơi, làm sao mà không được? Thần gia nói cháu được thì cháu nhất định được, đúng không? Tiểu Hắc, hôm nay ngoài cháu ra, ở đây toàn bộ đều là nguyên lão của xã đoàn chúng ta. Các chú bảo cháu làm thì cháu cứ làm. Vấn đề duy nhất là cháu có chịu làm hay không. Tiểu Hắc, cháu đừng có suy nghĩ nữa. Thần gia nghe ngựa bên ngoài nói cháu đơn thương độc mã, khiến cho hai nhóm người của cá mập và siêu mù phải xoay vòng vòng. Cảnh sát cũng không làm được gì cháu. Vị trí này cháu làm là đúng rồi. Trong xã đoàn của chúng ta, vị trí này đã để trống lâu lắm rồi. Bởi vậy anh em cũng mất đoàn kết. Chú 8 tuổi đã đi theo cha chú ra giang hồ, đến hôm nay là 60 mấy năm. Các chú không muốn nhìn thấy quả Hưng Thịnh sụp đổ trong tay các chú. Cho nên chú đã bàn bạc với các chú đây. Các chú định sẽ tiến cử một người mới lên. Và người mới này chính là cháu. Tiểu Hắc, nhanh lên cảm ơn thần gia đi. Đứng dậy. Cảm ơn thần gia. Vậy là tốt rồi. Không uổng công tôi thức trắng mấy đêm suy nghĩ giúp cậu chàng xếp bọn cảnh sát đó. Sau này mấy ông già chúng tôi trông cậy cho cậu hết. Phải, trông cậy cho cậu đó. Chú, chỉ đơn giản như vậy sao? Tất nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Vài ngày nữa các chú sẽ bảo các nguyên lão gọi tất cả anh em đến từ đường Thất Hương, nói cho quan công biết sau này cháu chính là đại ca. Bạch đầu lão, có, đưa cậu ấy đi thay đồ. Được được, rồi tìm một chỗ ở tốt, không thành vấn đề, yên tâm. Cảm ơn thần gia, cảm ơn ạ. Đừng khách sáo, nào nào cạn ly. Nào cạn ly. Được, nào nào cạn ly. Nhìn anh làm cái gì? Anh suy nghĩ tới đâu rồi? Suy nghĩ gì? Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để làm bố của tiểu phụng chưa?
Chuyện này không cần suy nghĩ. Chăm sóc cho thằng bé là trách nhiệm của anh. Nếu như em để bụng, anh bằng lòng chăm sóc cho Tiểu Phụng cho đến khi thằng bé khôn lớn. Vậy còn chúng ta, sau này chúng ta sẽ là mối quan hệ gì? A Hân, ngoài trừ 8 năm trước, em không biết thân phận của anh, tính cách của anh, chắc là em rất rõ. Chỉ cần em nói một câu thì chúng ta lập tức có thể đi đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp, dùng cả đời này của anh bù đắp những gì anh đã nợ em 8 năm trước. Thế nào? Như vậy còn chưa hài lòng sao? Hay là em đang lo lắng chuyện của bố em? Anh cũng từng nghĩ đến. Đợi anh bưng ra ngoài rồi, anh sẽ nói chuyện với ông ấy. Nếu bố em không muốn anh làm cảnh sát, anh sẽ làm thế nào? Thêm cả em nữa, nếu em cũng không muốn anh làm cảnh sát, thì anh sẽ chọn thế nào? Anh không có lựa chọn, anh sẽ không chấp nhận. Đến hôm nay, cho dù là chị Tiểu Phụng, anh vẫn sẽ không đồng ý, đúng không? Anh chính là chị Tiểu Phụng nên mới không đồng ý. Em nghĩ đi, sau này Tiểu Phụng lớn lên, em hy vọng nó có một người bố làm cảnh sát hay một ông ngoại làm xã hội đen. Cứ lấy em mà nói đi. Bản tính của em không hề xấu. Có điều từ bé đến lớn, em đi theo bố em, cùng nhau ra ngoài lăn lộn, không nhiều thì ít, sẽ bị người bên cạnh ảnh hưởng. Dẫn đến hiện nay, em đã phạm rất nhiều lỗi lầm. Anh có thể hứa với em, nếu em trao Tiểu Phụng cho anh sẽ dốc hết toàn bộ khả năng của mình để bảo vệ nó, đừng để nó tiếp xúc với bố em, không? Điều đó là đương nhiên. Anh tuyệt đối sẽ không để nó tiếp xúc với bố em. Anh còn có thể đảm bảo sẽ không bao giờ để Tiểu Phụng học cái xấu. Vậy thì em yên tâm rồi. Vừa nãy em nói sẽ giao Tiểu Phụng cho anh, em muốn đi đâu? Phượng Hoàng, em biết anh chịu kết hôn với em là chị Tiểu Phụng, nhưng anh có từng nghĩ giữa hai chúng ta rốt cuộc liệu có còn tình cảm hay không? Anh tin là chuyện tình cảm có thể từ từ bồi đắp. Vậy còn Tiểu Chủ, anh chịu từ bỏ Tiểu Chủ là chị em hay là chị Tiểu Phụng? Cẩn thận, lau mồ hôi nào. Chú Lê Linh đâu? Chẳng còn đang ngủ. Ừ, vừa đúng lúc. Hai chú cháu mình tâm sự đi. Ngồi đi, ngồi đi. Thế nào? Ở đây có quen không? Giường mới mềm quá, không quen lắm. Chú biết mà, có giường lớn cho cháu ngủ là tốt lắm rồi. Từ từ đi, giàu và nghèo đều cần có thời gian để làm quen. Chú, cháu thật sự phải làm người điều hành của Hoàng Hưng Thịnh sao? Cháu không muốn ngẩng đầu à? Cháu muốn ngẩng đầu chứ, nhưng cháu không biết mình có làm được hay không. Cháu sợ sẽ làm không tốt. Tục ngữ nói rất đúng, con người phải đi lên cao, phải có niềm tin với bản thân mình. Năm xưa chú và bố cháu đã cùng nhau liều sống liều chết, không phải là chỉ muốn được lên nắm quyền sao? Bây giờ cháu có cơ hội tốt như vậy thì phải biết nắm bắt. Có chuyện gì chú dàn xếp cho cháu, chú dàn xếp giúp cháu, chú lo cho bản thân mình trước đi. Sao chứ?
Sợ chú gánh không nổi sao? Hả? Chú cho cháu biết, tinh thần của chú hiện giờ tốt hơn bao giờ hết. Bất cứ lúc nào cũng có thể đánh chết vài ba con hổ. Chỉ ít chú vẫn có thể ở bên cạnh cháu 2 năm nhiệm kỳ. Lại nghĩ gì nữa vậy? Cháu đang nghĩ, sau khi làm người điều hành, việc đầu tiên phải làm là gì? Chuyện này cũng cần hỏi sao? Tất nhiên là phải lập tức thu nhận vài đứa đàn em. Bản thân Đường Đường là người điều hành, bên cạnh không có vài người để lấy khí thế, làm sao mà được? Trong lòng cháu có người nào thích hợp hay không? Nói ra đi, chú sẽ cùng cháu đi nói chuyện với người đó. Có. Hai người muốn lôi kéo tôi. Này, không cần căng thẳng như vậy. Tôi chỉ muốn xem cơ bắp của cậu có săn chắc hay không thôi. Tiểu Hắc của chúng tôi rất là xem trọng cậu, cho nên hy vọng cậu có thể đến giúp cậu ấy. Thế nào? Này, hai bên không cùng băng nhóm. Hơn nữa cậu ta vừa mới đắc tội với đại ca tôi, như vậy tôi rất khó xử. Quan đầu, nếu như anh chịu đồng ý, phía siêu mù tôi sẽ giúp anh giải quyết. Hai người định giải quyết thế nào? Ông muốn thế nào? Không muốn thế nào cả. Siêu mù à, cậu cũng biết tôi đúng không? Biết. Ông là Bạch Đầu Lão thì sao chứ? Không có gì. Có cậu trai trẻ tên là Tiểu Hắc, trước đó có chút hiểu lầm với cậu. Bây giờ cậu ấy là người của Hoàng Hưng Thịnh chúng tôi. Sau này cậu gặp cậu ấy phải tôn trọng một chút, biết không? Không phải các ông đã nghỉ hưu rồi sao? Sao còn lo chuyện báo động này vậy? Chuyện này không đến phiên cậu lo. Còn nữa, ở trong này có tiền. Cậu có đứa đàn em tên là Quan Đầu. Bây giờ Hoàng Hưng Thịnh chúng tôi muốn thu nhận cậu ta. Số tiền này xem như là bồi thường cho cậu. Cậu nhận đi. Tiền tôi có thừa. Bây giờ rõ ràng là muốn trả cho mặt tôi. Như vậy tính làm sao? Trả cho mặt cậu thì sao chứ? Tiền thì hai bên chúng ta đều có. Vấn đề là có nỡ tiêu hay không. Biết điều thì hãy nhận đi. Tuyệt đối đừng làm tôi khó xử. Đi. Mở lợn. Tôi và Tiểu Hắc đã không còn chuyện gì nữa. Ông đến tìm tôi để làm gì? Cái bạc tay này là vì năm xưa mày không kính trọng anh Hắc. Cái bạc tay này là để trừng phạt mày vì không kính trọng tao. Đánh không trúng. Ông đừng có được nước lấn tới. Lên cho rồi xuống chó ngay đấy. Chính là chuyện như vậy cho nên tao mới đến chỗ của mày, trả lại cho mày đó. Lôi đi, xử hắn cho tao. Mở lợn. Đủ rồi đó. Tôi với Tiểu Hắc có chút hiểu lầm thôi, cũng đâu cần phải xử tôi chứ. Hả? Không xử lý mày, sau này mày phất lên đến tìm tao trả thù thì tao tiêu đời à. Đưa đi. Đừng mà. Tế qua. Cứu tao. Cứu tao. Cứu tao. Cứu tao. Cứu tao. Vậy là chết sao? Tế qua, cá mập chết rồi. Cậu ở lại đây cũng đâu còn ý nghĩa gì. Tôi cho cậu một cơ hội, sau này đi theo tôi kiếm ăn. Thế nào hả? Không có hứng. Được. Được. Không biết điều. Nào, cởi quần áo của cậu ta ra. Muốn làm gì? Giữ cậu ta lại. Tế qua, cậu cũng nghĩa khí lắm. Được. Lát nữa tôi dùng con dao chặt thịt bò này. Cứ ở chỗ này một đường,
lấy ruột của cậu tết thành cái bím, xem cậu có còn cứng mồm nữa không. Bắt đầu. Chịu đựng nha. Làm đây. Chú, là mày. Thả anh ta ra. Tế qua, tôi rất thích anh. Sau này anh theo tôi đi. Theo mày. Mày đã làm gì với anh cá mập? Hả? Tao đi theo mày thì còn mặt mũi gì chứ anh ấy. Dẫn hắn ra đây. Ngẩng đầu lên. Tế qua, cậu ngửi đi. Đây là máu lợn. Tôi chỉ chở một chút mánh khóe thôi thì đã chọn được tên khốn này rồi. Vừa khóc vừa la. Vừa khóc vừa la. Đấy. Nào nào. Cậu cũng nhìn thấy rồi. Một tên phế vật thế này, cậu đi theo hắn liệu có đáng không? Tế qua, anh nghe tôi nói. Nếu như anh chịu đi theo tôi, sau này anh sẽ là anh em của tiểu hắc tôi. Chúng ta có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia. Tế qua, đúng rồi, như vậy tốt biết ba. Anh em tốt. Này, nhốt hắn 3 ngày, bỏ đói hắn. Chân hương. Lão đại, mời ông ngồi. Thần cha, mời chú uống trà. Cho cháu bao lì xì đỏ. Kể từ hôm nay, cháu chính là người tiếp quản mới của quản Hưng Thịnh chúng ta. Sau này phải canh gác cùng các chú, biết chưa? Biết rồi lão đại. Xong lễ. Tốt lắm. Đứng dậy, đứng dậy. Hậu sinh khả úy. Chú, cảm ơn thần gia trước đi. Cảm ơn thần gia. Ở đây đều là bậc cha chú, có chuyện gì có thể thỉnh giáo họ. Họ dạy dặn kinh nghiệm. Đúng vậy. Năm xưa bố của cháu cũng thường hay hợp tác với họ. Hãy thỉnh giáo các chú đây nhiều giờ. Dân ạ, đại ca, chúng ta đi uống trà đi. Được, đi uống trà nào. Thả lỏng đi, đừng căng thẳng. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Chào, chào anh. Mọi người, tôi quay lại rồi. Này, quay lại rồi à? Cậu thế nào rồi? Ổn rồi. Mọi người xem tôi sẽ có tinh thần này. Sếp Trần, vết thương đã lành chưa? Có ổn không vậy? Chuyện nhỏ thôi. Ở nhà làm tôi chán muốn chết.
vẫn là sớm quay lại làm việc cùng với mọi người tốt hơn. Hứng khởi như vậy, có phải là thừa cơ hội này cố gắng cùng vợ tạo em bé không? Liên quan gì cô? Gần đây đổi nghề làm bà Tám rồi à? Gì chứ, quan tâm anh thôi. Tiểu An quay lại rồi à? Sếp, chúng ta nhận được tin tình báo mới nhất, nói Tiểu Hắc đã trở thành người điều hành nhiệm kỳ mới nhất của Quảng Hưng Thịnh. Tên Tiểu Hắc đã đánh tôi bị thương, làm người điều hành của Quảng Hưng Thịnh sao? Mới 2 tuần không đi làm, sao tình hình lại thay đổi nhanh như vậy? Gần đây đã xảy ra chuyện gì thế? Lát nữa Hi Chấn sẽ từ từ nói cho cậu biết. Không vấn đề gì chứ? Không thưa sếp. Được, tôi sẽ cho mọi người biết nhiệm vụ mới nhất sau này của tổ B11 là gì. Do dự án của Tiểu Hắc đã làm kinh động lên cấp trên, họ cho rằng sắp tới Quảng Hưng Thịnh sẽ có hành động, cho nên nhiệm vụ giám sát bọn họ sẽ giao cho chúng ta. Anh Trần, tôi hy vọng lần này sẽ cho anh chỉ huy. Dân thưa sếp. Sếp, tôi có điều muốn hỏi. Hỏi đi. Tôi nhớ năm xưa, dự án của Hàn Vân và Quả Thị, anh Trần đã nhân lúc bọn họ chọn người điều hành, lấy lý do tham dự hoạt động của Hội Tam Quan để bắt người. Tại sao lần này chúng ta không dùng lý do này để bắt họ? Anh Trần, anh giải thích đi. Quảng Hưng Thịnh của năm xưa là kiểu xã đoàn lâu năm, có rất nhiều nghi thức đều làm theo truyền thống, cho nên trừ Hàn Vân và Quả Thị, ngoài việc bắt vì dùng vũ khí ngay tại hiện trường ra, chúng tôi còn tìm được rất nhiều chứng cứ quan trọng ở từ đường, bắt giữ được bọn người thần gia. Nhiều năm trôi qua, họ đã thông minh hơn, biết tránh những truyền thống nào dễ bị quy là phạm pháp. Cộng thêm có tên luật sư Quách Chí Cường giúp họ làm cố vấn pháp luật, ngụy trang cả quá trình thành một buổi lễ quy mô lớn. Cho dù chúng ta xông vào bắt người cũng không làm gì được họ. Cho dù là như thế, chúng ta cũng không thể trở mắt ra nhìn bọn họ lộng hành. Cho nên cấp trên có chỉ thị là chúng ta nhất định phải làm rõ hành động tiếp theo của Quảng Hưng Thịnh. Số cuộc chúng có kế hoạch gì, tiêu diệt nó trước khi nó manh nha. Anh Trần, tuy tôi không muốn anh lợi dụng mối quan hệ với Tiểu Hắc, nhưng anh cảm thấy có thể mau được tin tức từ cậu ta không? Tôi sẽ cố gắng thử. Cảm ơn các anh em, hy vọng mọi người dốc hết sức phối hợp với anh Trần. Có vấn đề gì không? Không thưa sếp. Dù tìm trường sau 11 giờ thật sự là rất đẹp. Phải ạ. Tiểu Hắc, có biết tại sao chú đưa cháu lên đây không? Không biết. 8 năm trước, có một người tên là Phượng Hoàng, hại Quảng Hưng Thịnh chúng ta sụp đổ không đứng dậy được. Tất cả mọi chuyện làm ăn của chúng ta đều bị tạm dừng. Sau đó lại xuất hiện tên Trương Cuồng. Tên này có chút thông minh giặc, nhưng mà quá ngông cuồng tự đại, gần như hại cả giang hồ, tự tàn sát lẫn nhau. May mà thần gia phát hiện kịp thời, đích thân lôi hắn xuống ngựa. Sau chuyện này, thần gia cho rằng muốn Quảng Hưng Thịnh chúng ta giành lại uy phong, thì nhất định phải chọn một người trẻ tuổi, có dũng khí, có mưu trí, tương lai sáng lạng làm người điều hành. Người này chính là cháu. Cái này cho cháu. Trước kia toàn bộ bên dưới đó đều là địa bàn của Quảng Hưng Thịnh chúng ta. Sau khi Trương Cuồng bỏ chạy, những băng nhóm khác đã thừa cơ chia nhau địa bàn của chúng ta. Danh sách này đều là những địa điểm mà thần gia muốn thu hồi về trong thời gian ngắn nhất. Cháu thấy thế nào? Cháu hiểu rồi chứ Bạch Đồng? Cháu sẽ đi giành lại, rất tốt. Về mặt nhân lực, chú sẽ dặn dò mở lợn cố gắng sắp xếp giúp cháu. Cảm ơn chú Bạch Đồng. Còn nữa, xin lỗi. Alo, sao thế? Anh với chú Bạch Đầu đã bàn chuyện quan trọng. Được, sẽ xuống nhanh thôi. Ừ, tạm biệt. Xin lỗi. A Qua và Quan Đầu đã theo cháu một thời gian rồi, cháu cảm thấy họ thế nào? Tạm thời không có vấn đề gì. Tiểu Hắc, có lúc những gì cháu thấy chưa hẳn là thật, cháu phải tự mình. Xin lỗi. Alo, lại sao nữa? Cảnh sát chứ cháy phạt thì gọi Quan Đầu giải quyết là được rồi. Được được được, anh sẽ lập tức xuống ngay. Tạm biệt. Chú Bạch Đầu, xin lỗi chú, cháu có chuyện phải đi trước, không khách nói tiếp. Cháu sẽ gọi cho chú.
đẹp quá. Nhân viên bán hàng nói đây là phiên bản giới hạn. Anh thấy đẹp không? Em xem nào. Linh Linh, em nói cảnh sát chứ giấy phạt. Thì ra là chấm được cái túi. Em có biết anh với chú Bạch Đầu đã bàn chuyện quan trọng không? Em lại gọi điện thoại cho anh liên tục. Như thế là rất không tôn trọng chú ấy. Dù sao bây giờ anh là người điều hành rồi mà, làm giá chút có sao đâu. Huống hồ muốn gặp chồng em thì gặp được sao? Để chú ấy từ từ xếp hàng đợi đi. Thật hết cách với em. Đúng rồi, anh bảo em về nhà. Em đi chưa? Đi rồi. Còn cãi nhau ầm ĩ. Cãi nhau? Tại sao? Trước đó đã nói cho anh rồi, bố em là một người thấy tiền sáng mắt. Em nghe lời anh, sau khi đưa tiền cho ông ấy cũng không hỏi tiền từ đâu ra, cũng không hỏi em bây giờ đang ở với ai. Em tức giận liền cãi với ông ấy. Cho dù như thế nào, ông ấy cũng là bố của em. Nếu nhịn được thì cứ nhịn. Biết rồi. Anh có nhớ tiểu vũ là ai không? Nhớ chứ. Em định hai ngày nữa sẽ hẹn cô ấy xong ngoài ăn cơm, có được không? Ừ. Hay là tiện thể gọi các anh phụng tượng luôn nhé. Anh không thích à? Em quyết định đi. Vậy thì được. Anh biết không, sau khi em đến Hồng Kông, ngoài anh ra thì chỉ có tiểu chủ đối xử cho em tốt nhất thôi. Nếu cô ấy biết hiện giờ em sống tốt như thế này, cô ấy nhất định sẽ rất vui mừng cho em. Quan Đầu, dừng xe, dừng xe. Tại sao lại dừng xe? Chúng ta đến đó đi. Đi đâu? Xuống xe rồi nói. Quan Đầu, dừng xe. Ở đây đợi anh. Chúng tôi muốn xem bói. Hai người muốn xem cho anh này trước hay là xem cho cô trước? Anh xem trước đi. Làm phiền cậu đưa tay cho tôi. Cậu là tướng đế chương. Nói rõ một chút đi. Bố cậu là một người không đơn giản. Ông ấy để lại cho cậu rất nhiều điều tốt. Nhưng bây giờ ông ấy đã qua đời rồi, đúng không? Phải. Bởi vì có sự phù hộ của bố, cho nên bây giờ cậu sở hữu địa vị cực cao, chỉ dưới một người. Nếu là một công ty thì cậu chính là ông chủ của công ty này. Nếu là một quốc gia thì cậu chính là hoàng đế của quốc gia này. Thật sự rất chính xác. Nói cụ thể thêm nữa đi ạ. Cậu à, tôi giúp cậu bó một quẻ được chứ? Được. Được. Có được không đây? Cậu à, chúng ta đã có duyên, thì tôi không ngại nói thật cho cậu biết. Quẻ bói này nói sợ bá dương tự dẫn ở Ô Giang. Cho dù bây giờ cậu sở hữu nhiều quyền lực hơn chăng nữa, thì không lâu sau cũng sẽ vì cậu cố chấp bảo thủ, hồng nhan quả thủy, mà tất cả mọi thứ sẽ nhanh chóng tan biến. Dù là sự nghiệp mà tổ tiên đã khổ công gây dựng được, cũng sẽ vì cậu mà nhanh chóng bị hủy hoại. Đi. Cảm ơn. Anh đừng tức giận. Hay là mình đi ăn khuya đi. Anh không có tức giận. Ăn khuya thôi. Được, đi ăn khuya. Cơm chưa nấu, người cũng không thấy đâu.
Lẽ nào không thoải mái? Bà xã à? Bà xã, sao thế? Em thấy khó chịu sao? Hả? Nói anh nghe, khó chịu chỗ nào? Không có, em không sao. Sốt ư? Không phải. Hay là đau dạ dày? Sao thế? Tiểu An, khi nào thi kiểm tra thăng cấp? 2 tháng sau. Lần này anh có lòng tin không? Có lòng tin hơn lần trước. Ít nhất nửa năm nay anh đã rất cố gắng ôn luyện, có lẽ sẽ không có vấn đề. Sao thế? Vô chuyện vô cớ hỏi mấy chuyện này. Lẽ nào đều tại anh hết? Ở nhà nghỉ ngơi lâu như vậy, bây giờ biến thành thế này. Anh nói xem nên làm thế nào đây? Đã nói đợi sau khi anh thăng chức rồi mới sinh con. Đã tới rồi thì sinh thôi. Anh nói nghe nhẹ nhàng lắm. Em nói cho anh biết, nếu anh không lên chức được thì sau khi em sinh con ra sẽ không để cho anh gặp nó đâu. Em sẽ không tàn nhẫn như thế chứ. Anh là bố nó mà. Tại sao không thể gặp con? Cùng lắm thì anh sẽ cố gắng hết sức. Không được, không có gì để thương lượng. Rồi, anh xin thề, lần này anh nhất định sẽ dùng hết 100% sức lực, chắc chắn sẽ thành công. Thế trước đây không dùng hết 100% sức lực sao? Lần này là 200%. Em xem, cười lên đẹp hơn nhiều. Phụ nữ mang thai cười nhiều mới tốt. Nếu không sau này khi đứa bé ra đời sẽ đánh trống cả ngày. Sao lại vậy được? Ai nói thế? Anh đó, sắp làm bố rồi, đừng ăn nói tùy tiện nữa. Sau này dạy hư con thì em nhất định sẽ không khách khí cho anh đâu. Yên tâm, yên tâm. Em chưa nấu cơm, đã ăn gì chưa? Chưa. Em muốn ăn cái gì? Anh xuống dưới nhà mua cho em. Ăn món em thích ăn nhất. Bì phở xào thịt bò. Không được, quá nhiều dầu mỡ. Vậy bún xào Singapore thì sao? Kích thích thế. Không được, cháo cá đi. Vậy anh tự mình sinh con đi, cái gì cũng không cho em ăn. Bà xã đừng giận mà. Không thì thế này, mua cho em mì phở xào thịt bò, với anh bảo đầu bếp cho ít dầu, được chưa? Ngoan ngoãn nghe lời nhé, bố đi mua đồ ăn cho con. Này, bà xã yêu em nhất. Cẩn thận một chút. Biết rồi. Quẻ bói này, nó sợ bá dương tự chẩn ở ô gia. Cho dù bây giờ cậu sở hữu nhiều quyền lực hơn chăng nữa, thì không lâu sau cũng sẽ chỉ cậu cố chấp bảo thủ hồng nhan quả thủy, mà tất cả mọi thứ sẽ nhanh chóng tan biến. Dù là sự nghiệp mà tổ tiên đã khổ công gây dựng được, cũng sẽ chỉ cậu mà nhanh chóng bị quỷ quạ. Anh sao thế? Không sao. Chắc chắn là lời ông thầy bói nói khi nãy đã khiến anh không vui. Đời tại em không tốt, đang yên đang lành lại lôi kéo anh đi xem bói. Không phải, không có liên quan đến em. Lời của chàng hồ thuật sĩ nói anh đừng xem là thật. Tất cả đều là gạt người thôi. Anh đừng buồn nữa, được không anh? Anh không sao. Tiểu Hắc, về rồi à? Em đi ngủ trước đi. Nhưng mà bảo em đi ngủ thì em mau đi đi. Em không nhớ anh đã nói cho em những gì à? Chú mở lợn ngủ ngon. Ngủ ngon. Tiểu Hắc, chú nghe nói khi nãy Bạch Đầu Lão tìm cháu nói chuyện, có phải không? Phải ạ. Ông ấy nói gì cho cháu? Chú ấy đưa cho cháu một danh sách. Danh sách này là tất cả địa bàn trước đây của Hoàng Hưng Thịnh. Chú ấy muốn cháu thu hồi về hết. Toàn bộ đều là những khu náo nhiệt, không dễ thu hồi đâu. Cháu tính làm thế nào? Cháu sẽ làm theo. Đã ngồi vị trí này rồi, cháu nhất định phải giúp các nguyên lão làm chút gì. Đúng đó. Cháu định bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ những chỗ có hộp đêm. Kinh doanh nhiều như vậy, những địa bàn này kiếm được nhiều tiền nhất. Thông minh, có đầu óc. Nhưng cháu có biết hiện giờ những hộp đêm này là cho ai quản lý không? Hả? Không biết. Là một người tên Mã Dương, là người của Hồng Lạc.
chính là người bên phía cáo mập và siêu mù. Ừ, không sao cả. Dù sao trước đây cháu cũng đã đắc tội với bọn họ, có mâu thuẫn với họ rồi, cho nên lần này không cần sợ. Cháu cũng nghĩ thế. Thế này đi, tối nay chú sẽ giúp cháu nghĩ cách làm thế nào để giải quyết họ. Cháu đi ngủ trước đi, chú cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Được rồi. Còn nữa, bây giờ cháu nên lấy sự nghiệp làm trọng. Những chuyện liên quan đến phụ nữ, cố gắng đừng quá chìm đắm vào trong đó, biết chưa hả? Cháu hiểu mà chú. Ngủ ngon. Bất luận cháu gây gớm thế nào, thì cuối cùng đàn ông cũng không thoát được chữ tình. Người ta cho mày số điện thoại, có lẽ là thấy mày đáng thương, đồng cảm với mày mà thôi. Bỏ đi. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Lão Quỷ chào buổi sáng. Sếp Trần chào buổi sáng. Khi Chấn Đại Bằng chào buổi sáng. Cười tươi thế. Tối qua cậu với bà xã rất vui vẻ sao? Vui vẻ, nhưng là vui vẻ chuyện khác. Anh thì hiểu cái gì? Tôi không hiểu. Tôi đã kết hôn 20 mấy năm rồi, có chuyện gì mà tôi không hiểu chứ? Vậy cũng được. Trong tổ này chỉ mình Lão Quỷ anh có con. Sau này tôi còn phải học hỏi anh. Tiểu An, chờ anh có thai rồi à? Chợ tôi nói không được đi khắp nơi nói cho mọi người biết, em bé sẽ xấu tính. Anh ra trẻ làm bố thế này, không nói cũng nhìn ra được. Thì nhìn là nhìn, chứ tôi không có nói ra nhé. Chúc mừng cậu. Cảm ơn sếp Trần. Lợi hại. Tuyệt. Chuyện gì chui thế? Tôi không thể nói. Tự cậu nói cho sếp đi. Hỏi cậu ấy, hỏi cậu ấy đi. Sếp, tôi... Sao thế? Ấp à ấp úng, cứ nói thẳng ra đi. Sếp Dương, chào. Sếp Dương, chào. Nghiêm. Được rồi, được rồi. Đây là sếp Dương, sếp của tổ xe. Chào sếp. Chào mọi người. Sếp Dương tìm tôi có chuyện gì? Có chuyện muốn bàn bạc với cậu. Được, chào phòng rồi nói. Trần Phụng Tường, cậu cũng chào đi. Chân thưa sếp. Đừng quan tâm họ nữa. Chúc mừng anh. Cảm ơn, cảm ơn. Chúc mừng anh. Cảm ơn, cảm ơn. Tôi đi thắp hương. Anh xem anh ta còn chưa hơn trúng số. Sếp nói sếp có một đội gián ở Hoàng Hưng Thịnh. Người đó là ai? Căn cứ theo quy tắc cảnh sát, tôi không thể nói cho các cậu biết thân phận thật của người làm đội gián. Do tình huống lần này đặc biệt, cho nên bàn bạc với các cậu. Sếp muốn chúng tôi làm gì? Người này nói cho tôi biết Hoàng Hưng Thịnh sẽ tập hợp lực lượng ở chỗ mới. Chuyện này có nghĩa bọn họ sắp có hành động. Tổ chúng tôi chuẩn bị theo sát Hồng Lạc và Hồng Nghĩa. Nếu thực sự phải điều tra Hoàng Hưng Thịnh thì sẽ phải trao đổi thông tin rất thường xuyên. Tôi suy nghĩ rồi, tính ra dự án này cho các cậu xử lý. Đã hiểu. Vậy chúng tôi phải phối hợp với sếp thế nào đây? Thân phận của người làm nội gián, các cục cảnh sát chỉ có mình tôi biết. Trong Hoàng Hưng Thịnh có người của chúng ta. Lỡ như đánh nhau thì phải cẩn thận. Nếu tôi biết ai là nội gián, tất nhiên sẽ làm như thế. Nhưng hiện tại không biết được thân phận của người ấy, cho nên đến lúc đó rất khó phân biệt được ai là bạn, ai là thù. Trần Phụng Tường. Sếp, trước đây cậu từng làm nội gián. Chân thưa sếp, tôi muốn dựa vào kinh nghiệm và trực giác của cậu tìm ra được nội gián này, sau đó giúp cậu ta che giấu thân phận cho đến khi cậu ta thành công rút lui ra làm nhân chứng. Xin lỗi sếp,
Làm như thế rất nguy hiểm. Tôi đang xin phép cấp trên, định sẽ giao hết tư liệu của nội gián này cho các cậu. Trước khi có kết quả, các cậu phải vất vả rồi. Này, các cậu xem như giúp tôi đi. Dân thưa sếp, các chú định sẽ đưa một người mới lên, và người mới này chính là cháu. Cảm ơn thần gia. Anh có thể hứa với em, nếu em trao Tiểu Phụng cho anh sẽ chốc hết toàn bộ khả năng của mình để bảo vệ nó. Đừng để nó tiếp xúc với bố em không? Điều đó là đương nhiên. Hai người muốn lôi kéo tôi. Quan đầu, nếu như anh chịu đồng ý, phía siêu mù, tôi sẽ giải quyết giúp anh. Tế Qua, tôi rất thích anh. Sau này anh theo tôi đi. Đúng rồi, như vậy tốt biết bao. Anh em tốt. Quẻ bói này, nó sợ Bá Dương tự chẩn ở Ô Giang. Cho dù bây giờ cậu sở hữu nhiều quyền lực hơn chăng nữa, thì không lâu sau cũng sẽ vì cậu cố chấp bảo thủ hồng nhan quả thủy mà tất cả mọi thứ sẽ nhanh chóng tan biến. Trong Hoàng Hưng Thịnh có người của chúng ta, lỡ như đánh nhau thì phải cẩn thận. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Mẹ ơi, chúng ta đến đây làm gì? Chúng ta đến tìm chú Phụng lớn. Chú Phụng lớn bị người ta bắt rồi sao? Ngốc bà, chú Phụng lớn là cảnh sát. Tiểu Phụng, con có thích cảnh sát không? Thích à? Nhưng chẳng phải mẹ không cho con nhắc đến cảnh sát sao? Con còn nhớ à? Đám nhóc này ấy à, là Bạch Đầu Lão, điều từ Thiên Thủy Chi qua đây, đặc biệt đến để làm việc cho cháu đấy. Cháu xem, rất là lợi hại, đánh còn giỏi hơn cả chú nữa, không ai bì được. Chú, mấy tên này hung hăng như vậy, có khi nào không biết kiềm chế sẽ gây ra án mạng không? Đến đây. Này, chú nói cháu nghe, bây giờ chúng ta đang làm việc lớn, đúng không? Còn về quá trình thì cháu đừng lo nữa. Nếu như lỡ tay làm chết một hai người, vậy thì nói mấy đứa đàn em đi thu phí bảo kê đứng ra cánh thay là được rồi. Lửa không cháy đến cháu đâu. Chú, chuyện này có khác gì chính tay mình giết người? Cháu tưởng Tổng thống Mỹ giết người ít lắm sao? Từ cổ chí kim, muốn tranh giành Trung Nguyên thì nhất định phải chết vài người, đúng không? Chuyện này không quan trọng, quan trọng là sau cùng người nào có tiếng nói, hiểu chưa? Chú biết cháu đang nghĩ cái gì? Cháu lo đột nhiên bảo chúng rút dao ra giết chết đại ca của chúng, không yên tâm chứ gì? Chú sắp xếp cho cháu cả rồi. Lỡ như thật sự bắt họ đối đầu với siêu mù cá mập, chú biết nên làm thế nào mà tránh. Cháu yên tâm. Cháu biết rồi. Đi xem mấy tên nhóc đó tập luyện đi. Đi nào. Xem. Sao không ăn? Em không muốn ăn. Em hẹn người ta đi ăn cơm mà lại không muốn ăn. Lúc em đến, may mà có anh, nếu không em với Tiểu Phụng uổng công đi một chuyến rồi. Hôm nay em lại đến văn phòng luật tuyên thệ làm giấy khai sinh bổ sung cho Tiểu Phụng. Anh chỉ cần ký tên ở đây, sau này anh sẽ là bố hợp pháp của thằng bé. Tiểu Phụng, chú Phụng lớn là bố ruột của con, sau này phải sống tốt cho bố, biết chưa? Phải nghe lời đó. A Hân, em nói sau này em muốn đi đâu sao? Anh ký tên đi đã.
A Hân, xảy ra chuyện gì rồi? Em nói anh biết đi. Sao thế? Em muốn đi nhà vệ sinh. A Hân, có ai không? Giúp tôi. Mẹ ơi. Này, dừng tay, làm gì vậy? Chú Trí, nói với Mã Dương, anh Tiểu Hắc muốn tìm anh ta nói chuyện. 3:30 gặp nhau ở võ quán. Tiểu Hắc, tôi không biết Mã Dương ở đâu. Vậy ư? Không sao. Anh ta mà đến trễ thì cứ cách 15 phút, tôi sẽ phá một địa bàn của anh ta. Đường Portland có 8 chỗ chứ gì. Cùng lắm là chờ anh ta 2 tiếng thôi. Alo, Mã Dương. Tù điểm ở đường Portland bị người ta đánh phá. Tiểu Hắc đang tìm cậu. Sao rồi, có đói không? Tiểu Phụng, bác sĩ Lý, chị đo huyết áp dễ giúp tôi. Anh là chị của chị ấy. Tôi là bố của Tiểu Phụng. Vậy là anh có thể giúp chị ấy chăm con trai rồi. Bác sĩ Lý, sức khỏe của A Hân làm sao vậy? Hai người thân nhau như vậy, chị ấy không nói cho anh sao? Mấy năm rồi chúng tôi không gặp nhau. Thật ra chúng chỉ tôi không nên nói cho anh. Nhưng anh là bố của Tiểu Phụng, tôi nghĩ anh có quyền được biết. Chị Hàn bị ung thư thời kỳ cuối. Sao thế? Căng thẳng à? Không có. Lần đầu tiên lên đài thì nhất định sẽ căng thẳng. Bình thường thôi. Có điều bây giờ cháu đã là người điều hành rồi. Cho dù có căng thẳng thật thì cũng không thể để người ta nhìn ra. Cháu nghe chú nói này. Phải thẳng lưng, làm ra vẻ, mặt phải ngầu giống như người bố quá cố của cháu. Biết chưa? Biết rồi ạ. Mã Dương đến rồi đại ca. Mã Dương. Sao thế mở lợn? Trở mình được rồi ạ. Ra ngoài lăn lộn. Phải có lúc lên voi xuống chó chứ. Đúng không? Chỉ cần một ngày còn sống thì ai thắng ai thua cũng chưa biết.
Này, ai là anh Tiểu Hắc vậy? Hả? Người nào là Tiểu Hắc vậy? Này, tôi chính là Tiểu Hắc. Chú Trí, chú Trí, gần đây tôi nghe người ta nói ông già thần gia ăn nhiều quá rồi sổi hơi, tìm một tên chưa đủ lông đủ cánh lên làm người điều hành. Tôi không tin, thật sự không tin. Hôm nay thất kính, thất kính. Cậu nghĩ là mình đang sống ở thời Thanh sao? Cái gì cũng phải luận tư cách, luận giai chế. Bây giờ là nắm đấm của ai cứng thì người đó quyết định. Muốn đánh nhau phải không? Vậy thì đâu cần gọi tôi lên nói chuyện. Cậu ở đó nói dớ dẫn gì đấy? Mã Dương, đường Portland trước đây là do quả thị của chúng tôi trông coi. Cậu ấy vừa vào tù thì liền bị cậu cướp. Mấy năm gần đây cậu cũng kiếm được không ít rồi, đúng không? Bây giờ chúng tôi muốn lấy lại, cậu ra điều kiện đi. Ông nói như vậy mà cũng được sao? Nếu ông nói như vậy thì tôi còn nói trước đây cả Hồng Kông này là của ông nội tôi rồi. Có phải ông sẽ chịu trả lại cho tôi không? Ăn đói ngớ ngẩn. Nhóc con, bây giờ là không còn gì để nói nữa đúng không? Nếu ông nói tiếng người thì tôi nhất định sẽ nói cho ông. Tôi chấm đến thì biết là sẽ trở mặt rồi. Em tỉnh rồi. Muốn ngồi dậy à? Cẩn thận. Uống chút nước đi. Cảm ơn anh. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà cũng không nói cho anh à? Anh biết rồi à? Bắt đầu từ khi nào? Sinh Tiểu Phụng ra được không bao lâu thì em biết mình mắc bệnh này. Tất cả bác sĩ ở Canada đều nói cho em trị không khỏi, cho nên em quyết định quay về. Em lo sau này không có ai chăm sóc cho Tiểu Phụng, cho nên quay về. Vậy là em căn bản chưa từng nghĩ sẽ sống cùng với anh, đúng không? Em phải thừa nhận mình rất hận anh. Nhưng Tiểu Phụng vô tội, em không muốn nó trở thành trẻ mồ côi. Bác sĩ có nói em còn bao nhiêu thời gian không? Bất cứ lúc nào. Alo, anh đang ở đâu vậy? Xếp trận, bệnh viện. Vừa nhận được tin nó là chỗ quán xảy ra đánh nhau. Tôi lập tức tới ngay. Anh đi xử lý chút gì, buồn một chút sẽ quay lại đón Tiểu Phụng. Bình thường anh đều ra ngoài làm gì? Vậy ai sẽ chăm sóc cho Tiểu Phụng? Tính sao vậy? Được chứ. Trừ những thứ này, những hung khí kia đều ghi lại hết cho tôi. Tình hình thế nào? Xếp trận.
Người ở kế bên ngay bên này có tiếng đánh nhau, cho nên báo cảnh sát. Nhưng khi người của chúng ta đến thì bọn họ đã chạy mất. Là ai làm? Nghe người ta nói có người hẹn Mã Dương ở đường Portland đến đây đàm phán. Đàm phán không thành cho nên đánh nhau. Phát hiện được gì rồi? Theo tôi thấy không đơn giản chỉ là chùm nắm đấm đâu. Chắc chắn là còn mang theo hung khí. Anh nhìn vết máu đi. Có lẽ chưa gây ra án mạng. Tiểu An, điều tra xem đối phương là người thế nào. Sở, Đại Bằng, Hy Chấn, Chấn. Hỏi phòng cấp cứu của bệnh viện xem có người nào bị thương do dao chém hay không. Có thì lập tức báo cho tôi. Dân, thưa sếp. Lão quỷ, Chấn, mang những thứ đó đi hết. Sở. Đừng cử động, giữ lại. Ráng cầm cự, đừng cử động. Cắn đi, cắn đi. Tiểu Hắc, này này, không sao đâu. Không sao. Cái thằng Mã Chương đó thì ra đã có chuẩn bị trước. Bên ngoài có cả một đám người. Xích chút nữa là mình lỗ to rồi. Cháu làm gì vậy? Chú, sao chú lại ngăn cháu không cho cháu ra tay? Bây giờ cháu đường đường là người điều hành. Đánh thắng thì không có tiền, đánh thua thì mất mặt. Những chuyện này cứ bảo đàn em làm. Không cần việc gì cũng đích thân mình làm. Nếu không phải chú cản cháu lại thì quan đầu đã không chịu một dao. À, nếu mà xảy ra chuyện gì thì làm sao cháu làm đại ca được nữa? Cháu nghe chú nói, cháu muốn ngồi vững vị trí này, trước tiên phải học được bất luận là người nào chết, cháu cũng đều phải ngủ ngon giấc. Nếu không thì trong 2 năm làm sao mà cháu chịu đựng được chứ? Có câu này cháu nhất định phải nhớ kỹ. Một ông tướng thành công thì phải hy sinh dạng binh lính. Làm việc lớn đôi lúc phải nhẫn tâm một chút. Biết chưa? Để mở lợn và thằng nhóc đó thoát được, xem như chúng may mắn. Mã Dương, thằng nhóc đó là người điều hành của Quảng Hưng Thịnh. Đối đầu với chúng, có cần nói cho anh quỷ một tiếng không? Bây giờ đã để người ta tìm đến tận cửa rồi, lẽ nào tôi không xử hắn sao? Ông quỷ chỉ là người điều hành của Hồng Lạc, không phải bố của chú. Không cần phải cái gì cũng hỏi ông ta. Tôi bảo chú gọi cho người đến thế nào rồi? Đến rồi. Này, đến rồi à, ngồi đi. Sao thế, đấm máy bay nên bị trật tay à? Mai bốt để tay sau lưng cũng đánh được. Không sao. Có là gì đâu chứ. Lúc nãy đàn em của hai người là Tế Qua và Quan Đầu đến phá địa bàn của tôi. Tế Qua đổi đại ca rồi, hoàn toàn không còn liên quan gì đến tôi. Tôi biết. Dù gan của cá mập anh to đến đâu cũng không dám bảo người đến chém tôi đâu. Vậy gọi chúng tôi đến làm gì? Hai người rõ ràng là cùng một băng nhóm, suốt ngày đấu qua đấu lại, để người ta leo lên trên đầu, đàn em cũng đi theo người ta. Thế nào? Cầm hết cả rồi à? Hai người không muốn chút cục tức này sao? Đây là hai chuyện khác nhau. Chuyện trước đó tôi với các mập đã thỏa thuận ổn thỏa rồi. Còn chờ việc cậu nói chút cục tức, có phải cậu sẽ cầm đầu đi đánh Quảng Hưng Thịnh không? Anh tưởng tôi sợ chúng thật sao? Đánh thì đánh, cậu tính thế nào? Vậy nên mới gọi hai người đến nói chuyện. Cái thằng nhóc tên Tiểu Hắc lên mặt với tôi. Hai người trước đây đã từng tiếp xúc với hắn đúng không? Nghĩ cách một lần xử gọn hắn đi. Cách thì không phải không có. Này, nghĩ kỹ rồi hãy nói. Anh quên rồi à? Con nhỏ bạn gái của Tiểu Hắc đó, trước đây cô ta từng làm ở chỗ của tôi. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Xin lỗi anh đến trễ. Sí.
Tiểu Vũ, em đi giặt thang. Là em gọi Tiểu Vũ đến. Làm sao em tìm được cô ấy? Ở Hồng Kông chỉ cần có tiền, muốn tìm một người cũng không phải quá khó. Tiểu Phụng mà, mẹ muốn nói chuyện với chú Phụng lớn, được không? Ngồi đi. Em biết, nếu không phải em xuất hiện thì anh và Tiểu Vũ có lẽ đã là một đôi. Thật ra muốn chăm sóc tốt cho một đứa trẻ, bên cạnh có người phụ nữ sẽ tốt hơn. Cho nên em đã quyết định giúp anh. Quyết định việc gì? Em đã kể cho Tiểu Vũ nghe tất cả mọi việc đã xảy ra trước đây giữa hai chúng ta. Cô ấy nói cô ấy không quan tâm đến quá khứ của anh. Cô ấy còn hứa với em sẽ chăm sóc cho Tiểu Phụng như con ruột của mình. À Hân, bọn anh vừa quen nhau không bao lâu. Em làm như vậy có phải là quá vội vàng không? Anh còn rất nhiều thời gian, nhưng em thì không. Cái này là giấy tờ chứng minh quan hệ giữa anh và Tiểu Phụng. Em đã ký tên rồi. Anh còn nhớ cái hôm ở trong công viên anh hứa sẽ cùng em làm thủ tục đăng ký bổ sung không? Nhớ. Đủ rồi. Đủ rồi. Vào giây phút đó, anh đã trả hết toàn bộ những gì anh nợ em trước kia trong một lần. Vậy nên anh phải đối diện với tình cảm của mình. Tiểu Vũ là cô gái tốt, hãy đối xử tốt với cô ấy. Biết chưa? Biết chưa? Ừ. Tiểu Phụng. Tiểu Phụng. Này, cần tôi về với anh không? Không sao đâu Mã Dương, con đường này cậu quản mà. Hay là về con đường kế bên sẽ chắc ăn hơn. Cá mập, sau này trông cậy vào anh. Yên tâm đi, cứ để tôi lo. Không có việc gì thì tôi đi trước. Chú Trí, tôi đi đây. Chú Trí, đợi đã. Này, đi. Các người chém nhầm người rồi. Tiểu Hắc, vừa nãy chú cố tình tiết lộ thông tin cho hắn, để hắn tưởng rằng mình rất ghê gớm. Lần này bị chú chơi cho một vố rồi. Tiểu Hắc, bây giờ con đã biết tại sao lúc nãy chú không chẩn theo mấy tên cầm đao rồi chứ. Chú làm như vậy sẽ không xảy ra án mạng chứ. Con lo cho chúng làm gì? Chém như vậy không chết cũng thành tàn phế, giữ được mạng sống cũng phải tốn tiền. Grand Slam, ba kẻ thù lớn của cháu đều nằm trên một đĩa, xử lý một lần. Ngày mai chúng ta cứ thế mà đi thu hồi địa bàn của Mã Dương, xem ai còn dám nói thêm chữ nào nữa không. Chém hắn.
Bá Dương, Bá Dương, ráng lên. Bá Dương, cố chịu đựng đi, bấy nhiêu đủ rồi. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, ráng lên. Bá Dương, Bá Dương, Bá Dương. Anh Tường, có phải anh muốn nói gì với em không? Anh muốn nói với em, anh xin lỗi. Em không có giận anh. Em đã hứa cho A Hân sẽ chăm sóc Tiểu Phụng giúp anh. Chân, em không để bụng chuyện anh phải nuôi một đứa nhỏ sao? Trước khi anh đến, chị Hàn đã nói hết quá khứ của anh cho em nghe, cũng khiến em hiểu được một số chuyện mà trước giờ em vẫn chưa rõ. Chuyện gì? Thực ra em luôn cảm thấy rất kỳ lạ, sao anh có thể che giấu cảm xúc của mình kỹ như vậy? Cho dù là đối mặt với chị Hàn, đối mặt với Tiểu Phụng, thậm chí là đối mặt với em, nhưng sau khi em biết anh đã từng làm nội gián, em mới hiểu được anh đã sớm quen với việc che giấu cảm xúc của mình, không để cho người khác biết. Nhưng trong lòng em cảm giác được rất rõ ràng là anh thực sự rất thích em. Anh Tường, có phải em đã nói gì đó khiến anh khó chịu không? Sao lại thế được? Tiểu Vũ, cảm ơn em. Không cần cảm ơn. Anh nghe điện thoại chút. Vâng. Alo, anh Trần, Đại Bằng đây. Chuyện gì? Có đồng nghiệp vừa mới nói ba người Mã Dương, Cá Mập và Siêu Mù bị người khác chém trọng thương, bây giờ đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Tôi lập tức tới ngay. Anh đi làm việc đi, Tiểu Phụng em bế về là được. Em làm gì khỏe thế? Em không khỏe ư? Bình thường mấy cách đi trong tiệm đều là em bê đó. Vậy còn sao nữa, đưa chìa khóa nhà anh cho em. À, chìa khóa. Được rồi, địa chỉ nhà anh là tầng 3 tòa nhà B,
Anh là khách quen của tiệm em, sao em lại không biết địa chỉ nhà của anh được chứ? Nào, giúp em. Ừ. Ông ta không chịu nói gì hết. May là bọn họ không chết. Đại Bằng, Hy Chấn, anh Trần, thế nào rồi? Bác sĩ đã phẫu thuật cho ba người họ, vẫn chưa qua khỏi thời kỳ nguy hiểm. Là ai làm? Tôi nghĩ là ông ta biết, nhưng không nói gì hết. Tôi đi hỏi ông ta. Chú Trí, Phượng Hoàng, lâu rồi không gặp. Phải, cũng 8 năm rồi. Chú khỏe chứ? Bệnh suyễn còn tái phát nữa không? Trí nhớ tốt đấy, còn nhớ tôi bị suyễn. Nhưng đáng tiếc, cậu là cảnh sát, còn tưởng rằng chú đã nghỉ hưu rồi. Sao mà giống với các cậu được chứ? Nghỉ hưu còn có tiền xài. Chúng tôi lăn lộn giang hồ, có mấy người có thể quay đầu lại được. Một ngày còn phải ăn cơm thì phải ra ngoài lăn lộn thêm một ngày. Cậu muốn moi tin từ tôi, nhưng làm gì phải có quy tắc. Cậu cũng biết tôi không thể nói với cậu. Tôi biết. Thấy anh ở đây, qua nói chuyện với anh vài câu thôi. Có cơ hội, hãy để bản thân sớm ngày sống yên bình đi. Tôi đi đây. Có chuyện gì thì cứ tìm tôi. Tôi ở cục cảnh sát Chu Ma Địa. Phương Quang, mở lợn của Hoàng Hưng Thịnh. Cảm ơn chú Trí. Thế nào rồi? Ông ta nói là mở lợn làm. Hả? Cái ông mở lợn này, vị trí Tiểu Hắc ngồi còn chưa chừng mà đã dám đi khắp nơi gây chuyện. Tóm lại, cậu đi điều tra cho tôi, xem thử có thật là có liên quan đến Tiểu Hắc không. Được, tôi đi liền. Hy Chấn, cô ở đây canh chừng họ. Có thời gian thì liên lạc với Tiểu Hắc giúp tôi. Tôi biết rồi. Tiểu Hắc, anh sao thế? Gặp ác mộng mà. Không sao. Xin lỗi đã đánh thức em. Anh sao thế? Hôm nay sau khi anh trở về, cả người đều kỳ lạ. Không sao. Có thể gần đây xảy ra nhiều chuyện. Yên tâm, em mau ngủ đi. Alo, tôi là Trần Phụng Tường. Anh nghe điện thoại. Chuyện gì? Có thể nói chuyện không? Tiểu Hắc, tôi không biết gần đây cậu đã xảy ra chuyện gì. Cậu với tôi là bạn, có thể cho tôi một cơ hội gặp mặt được không? Đến Cửu Đổ Sơn gặp. Lát nữa em sẽ gọi điện cho anh. Được. Anh phải ra ngoài một chút. Em ngủ trước đi. Về sớm nhé. Anh biết rồi. Buổi tối hơi lạnh. Trên núi gió lớn. Có chuyện này tôi muốn nói với cậu. Mấy ngày nay tôi mới biết được, tôi có một đứa con trai 7 tuổi. Vậy là em phải chúc mừng anh Phụng Tường rồi. Chúc mừng. Phải nuôi nó đấy. Có câu nói là nuôi con 100 năm, lo lắng đến 99 năm.
Không hiểu rõ ý nghĩa lắm. Em cũng chưa có con mà. Chưa từng có con. Nếu cậu có con, cậu có để nó gia nhập xã hội đen không? Năm đó lúc tôi gặp cậu, cậu cũng gần bằng con trai tôi bây giờ. Tôi nhìn cậu bây giờ cũng không biết phải nói thế nào với cậu nữa. Mỗi người một số mệnh. Những việc mà em đã trải qua anh không hiểu đâu. Cậu có muốn cho tôi hiểu sao? Sau khi cậu xảy ra chuyện ở chỗ cá mập, tôi tìm cậu khắp nơi. Nếu cậu chịu để tôi giúp cậu thì sẽ không như bây giờ. Mỗi người có gánh nặng khác nhau. Anh có gánh nặng của anh, em có gánh nặng của em. Có điều hiện tại em không thể lựa chọn con đường mình đi được nữa rồi. Thật không? Hay là cậu không muốn lựa chọn? Hay là cậu thích bị người khác điều khiển? Em không muốn cãi với anh. Nhưng những gì bố em nói em đều ghi nhớ. Em nhất định sẽ không trở thành loại người mà anh lo lắng. Nhất định sẽ không. Từng lời bố cậu nói tôi đều nhớ rất rõ. Lúc tôi sắp từ Đài Loan trở về Hồng Kông, bố cậu còn đọc cho tôi nghe một bài thơ 7 chữ. Muốn nghe không? Muốn. Anh Hắc chưa từng đọc qua sách vở gì, nhưng bài thơ này anh ấy lại nhớ rất kỹ. Bài thơ thế này: Chu công sợ tiếng thơm truyền mãi, nếu khiêm cung mãn chẳng cướp ngôi, buồn muốn chết vừa đây thôi. Đời đang chân chính biết thời nào tiêu. Từng nghe qua bài thơ này chưa? Từng nghe rồi. Biết ý nghĩa là gì không? Ý của bài thơ này là nói thành công của một người không thể chỉ dựa vào một hai chuyện mà phán đoán. Nhất định phải đợi người đó sống hết cuộc đời của mình thì mới có thể cho ra kết luận được. Em biết, làm người tốt không khó, làm người tốt thì sẽ rất khó. Tất cả những gì tôi nói với cậu đều là những lời năm đó bố cậu đã từng nói. Còn lựa chọn như thế nào, cậu tự quyết định đi. Anh muốn em làm sao đây? Có phải muốn em bán đứng quả hứng thịnh không? Hay là bán đứng chú mỡ lợn? Tôi đã xem qua hồ sơ bệnh án của mỡ lợn rồi. Ông ấy bị xơ gan nặng. Cho dù không phải vì chuyện ngày hôm nay thì cũng không chịu được lâu nữa đâu. Còn cậu muốn làm chu công hay là chương mãn? Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Thôi, muộn rồi, tôi đưa cậu về. Sao về nhanh vậy? Em còn muốn mời anh đi ăn khuya. Mời tôi đi ăn khuya cũng được, nhưng để lần sau đi. Tôi trông chừng đứa con trai lớn như cậu xong, còn phải về trông chừng đứa con trai nhỏ nữa. Cảm ơn anh Phượng Hoàng. Còn tưởng em đã về nhà. Vất vả cho em rồi. Pháp luật quy định để trẻ em một mình ở trong nhà là phạm pháp. Đúng rồi, không cần về tiệm giúp đỡ nữa sao? Em tìm được công việc rồi, làm về thiết kế đồ họa. Có bản lĩnh lắm. Phải,
Hiện giờ chị Hằng đã nhập viện, anh định chăm sóc Tiểu Phụng thế nào? Lúc bà Hân ở Canada cũng nhập viện mấy lần, lúc đó cũng tạm thời nhờ người khác chăm sóc Tiểu Phụng dùng, cho nên đã quen rồi. Đến ngày mai khi chồng tìm